Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hoàng Tiền Retail. Như các bạn cũng đã biết thì tháng 9 này là một tháng rất là sôi động trong thị trường phân khúc điện thoại giá tầm trung, đúng không? Bên cạnh Xiaomi, Realme, Vsmart thì tháng 9 này Oppo tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm thuộc phân khúc điện thoại tầm trung được xem là tiếp nối cho Oppo A92 với nhiều điểm được nâng cấp như hiệu năng hệ thống camera cùng khả năng sạc 18W với tên Oppo A93. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn đến thị động để trên tay và trải nghiệm Oppo A93. Các bạn có thể thấy thì cái cúp camera của Oppo A93 thì thiết kế giống với Huawei Nova 7i. Còn mặt lưng của Oppo A93 thì thiết kế giống với dòng sản phẩm mới ra mắt của Realme, đó chính là Realme 7 và Realme 7 Pro. Oppo A93 hiện tại đang được bán tại Thế Giới Di Động với giá là 7.490.000 cho hai phiên bản màu, đó chính là màu đen và màu trắng nha các bạn. Màn hình sống động sắc nét, Oppo A93 có kích thước màn hình tràn viền đục lỗ rộng 6.43 inch, có độ phân giải là Full HD+, máy sử dụng tấm nền AMOLED nên việc xem phim hay chơi game đều sẽ mang đến chất lượng hiển thị màu sắc tươi tắn, hình ảnh chi tiết hơn. Và đặc biệt thì màn hình được trang bị kính cường lực Corning Glass 3. Những thiết kế của Oppo được tối ưu đến từng mm xung quanh hai camera trước trên màn hình, mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất trên màn hình Full HD Plus với độ phân giải cao 2400x1080. Màn hình đục lỗ kép 7.7mm, tỷ lệ màn hình là 90.7%. Giao diện của Oppo A93 thì khá là quen thuộc với những bạn nào sử dụng dòng điện thoại Oppo hoặc là điện thoại hệ điều hành Android. Về phần cụm camera, Oppo A93 có 4 camera sau được xếp đối xứng nhau trong modem hình vuông và thanh đèn flash LED. Camera chính có độ phân giải là 48MP, camera góc siêu rộng là 8MP, mono đơn sắc và mono chân dung lần lượt đều bằng 2MP. Oppo A93 là dòng sản phẩm thiết kế 6 camera đầu tiên của chuỗi A series, nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh cao cấp, khám phá hết các tính năng selfie và chân dung tinh tế hơn bao giờ hết. Chân dung selfie đêm AI nè, chân dung màu AI, chân dung đêm AI, chân dung siêu rõ nét AI, camera xóa phông kép làm đẹp AI 2.0, hình ảnh siêu rõ nét lên tới 108MP. Quay video siêu chống rung tạo ra những thước phim chuyên nghiệp với tính năng chống rung của camera trước và siêu chống rung ở camera sau, giúp tạo ra những video mượt mà quay selfie đến phong cảnh. Video 4K, video slow motion và video bokeh. Mặt trước là cụm camera selfie kép với cảm biến chính là 16MP và cảm biến đo độ sâu là 2MP. Việc kết hợp với công nghệ làm đẹp AI đem đến những bức ảnh selfie đẹp mắt cho thật tự nhiên và khả năng xóa phông làm nổi bật chủ thể. Đây là giao diện chính của Oppo A93 nha các bạn. Và đây là phần cài đặt, tổng thể phần cài đặt của Oppo A93. Oppo A93 được trang bị chip MediaTek Helio B95, tốc độ CPU đạt 2.2 GHz. Với sức mạnh như thế này thì A93 sẽ không làm bạn thất vọng khi có thể hoạt động tốt với nhiều ứng dụng nặng hay thao tác cuộn trang đều diễn ra trơn tru và cảm giác như không có độ trễ nha các bạn. Ấn tượng hơn khi bộ nhớ RAM đến 8GB và đặc biệt là bộ nhớ trong 128GB. Số điểm đo được trên AnTuTu của Oppo A93 là 201.029 điểm, con số khá cao, đảm bảo mọi hoạt động đều mượt mà. Nhu cầu chơi game như Liên Quân, PUBG, FIFA hay là Call of Duty quá là dễ dàng luôn. Đặc biệt thì con này có khả năng trợ thẻ nhớ ngoài tối đa lên 256GB giúp các bạn thoải mái và lưu trữ. Oppo A93 trang bị pin là 4.000mAh. Đây là một sự thiệt thòi so với những đối thủ cùng phân khúc vừa mới ra mắt trong tháng 9 này nha các bạn. Bên cạnh đó thì máy được hỗ trợ sạc nhanh lên đến 18W thông qua cổng sạc Type-C. Về tính năng bảo mật thì Oppo A93 sử dụng tấm nền AMOLED nên tính năng bảo mật được thiết kế gồm có mở khóa bằng vân tay dưới màn hình,
và mật khóa bằng khuôn mặt. Bên cạnh đó thì có mật khóa bằng mật khẩu cũng như là hình vẽ nha các bạn. Các bạn thấy một cái nút home nhỏ nhỏ xinh xắn khá là giống với những dòng sản phẩm iPhone đúng không? Rất là tiện lợi cho các bạn. Về phần thiết kế thì thiết kế dưới màn hình điện thoại là jack tai nghe 3.5, tiếp theo là jack sạc Type-C và loa ngoài. Bên phải màn hình điện thoại là nút nguồn. Bên trái màn hình điện thoại là khe SIM kèm nút tăng giảm âm lượng. Con này thì hai SIM hai sóng kèm khe trợ thẻ nhớ tối đa lên 256GB nha các bạn. Oppo A93 được cài đặt sắc hệ điều hành Android 10 trên giao diện ColorOS 7.2 với những tính năng thông minh chắc chắn sẽ rất là thú vị. Thiết kế cảm hứng khơi nguồn sáng tạo, Oppo A93 có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, mỏng 7,48mm và nặng chỉ có 164g cho cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng thoải mái trong quá trình sử dụng. Các cạnh được bo tròn cho cảm giác mềm mại, từng chi tiết đều được chăm chút cho thấy sản phẩm có chất lượng đáng tin cậy. Từ đường vân trên mặt lưng trải dài từ camera đến một ngoại hình vô cùng bắt mắt lại vừa nổi bật. Máy có thiết kế nguyên khối và mặt lưng sử dụng chất liệu thủy tinh hữu cơ cho độ bền cao cũng như là được phủ một lớp màng bóng giúp chống bám vân tay, hạn chế bụi bẩn và mồ hôi. Mặt trước đã được Oppo trang bị kính cường lực Corning Gloss 3 LED tăng thêm phần cứng cáp cho máy cũng như là hạn chế mọi sự chảy xước và va đập. Các bạn để ý kỹ thì các bạn để ý cái chỗ mặt camera mặt lưng sau á, nó sẽ phát ra những cái ánh sáng từ camera. Còn dòng sản phẩm Realme 7 và Realme 7 Pro là cái ánh sáng nó phát ra từ giữa lưng của cái điện thoại nha các bạn. Đây là một sự đột phá về phần thiết kế của Oppo A93, thực sự là thiết kế mặt lưng sau rất là đẹp nha các bạn. Bên cạnh đó thì Oppo A93 còn có chế độ siêu tiết kiệm pin. 5% pin thì các bạn có thể 70 phút gọi điện thoại, 49 phút SMS, 35 phút sử dụng Rap, 30 phút sử dụng Google Maps. Bên cạnh đó thì có tính năng cử chỉ không chạm thông minh, nhận diện cuộc gọi không chạm. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá tấm hình được mình chụp trên Oppo A93 với camera chính là 48MP. Theo như mình cảm nhận thì tấm hình rất là sắc nét và sáng. Thường thì những dòng sản phẩm điện thoại của Oppo chụp hình thì khá là đẹp phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Thì mình vừa trên tay và trải nghiệm Oppo A93 tại thế giới di động. Nếu các bạn muốn biết Oppo A93 có nên mua với giá 7.490.000 hay không thì hãy cùng trải nghiệm với mình qua clip test game. Cảm ơn và tạm biệt.